theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Họ biết rằng là SKT ở đâu, nhưng vấn đề bây giờ là những cái vị trí đứng của bên kia team Digital họ hơi thấp so với các thể trường của T1, có thể né được. Và ở đây thì Smart có được hai mạng của Aquafine cũng như là Starlord. Lúc 12 của shot to kill hết shot thành công được Smart rồi, còn thêm một cái tên thứ ba xuất hiện nữa. Và như vậy một vòng bò thu vào khu vực trung tâm so với vòng bò thứ hai, và các thành viên của shot to kill đã có vị trí rất ổn. Cả Face Clan ở bên kia đường nữa, vì Furfay vừa có một mạng của bên shot to kill. Vertically confirm kill thành công và T1 tiếp tục knock out các thành viên của Digital Elite. Mitralius ở đây sẽ chỉ còn lại một mình mà thôi trong khi đó SKT1 họ chỉ còn lại 3 thành viên. Vòng bo thứ 3 của chúng ta đã xuất hiện, tuy nhiên là vòng bo này tiết tấu trận đấu sẽ được giảm xuống mà thôi. Ở đây thì đang chê bị knock out và confirm bởi Longscrat. Aquafire cũng đã giết được thành viên cuối cùng của DA, đó chính là Mitralius, và các thành viên của Digital Athletic sẽ phải dừng lại ở vị trí thứ 16. Rất nhanh chóng thôi, chỉ cần một vòng bo mà cái phạm vi không quá nhiều thì liên tiếp ập vào combat giống như tình huống mà bên phía team Navi sẽ đụng vào các thành viên ở bên phía team Pedro. Vậy mà Orange có cho mình được double vào, nhưng ngay sau đó của The Tap, anh em bị ảnh hưởng với Mew. Besto bắn tốt trong nhà rồi, Navi đang có rất nhiều lợi thế, họ có thể cứu được The Tap. Và như vậy thì bộ đôi Besto cùng với Orange clear hoàn toàn các thành viên của bên phía team Pedro rồi. Đó là top 15 dành cho các thành viên của Pedro. Bây giờ thì hãy cùng xem nào. Oath hiện giờ thì họ mới thi đấu 8 game thôi, và vị trí của họ hoàn toàn có thể đẩy lên phía trên cao hơn. Nhưng với bên phía team SM, họ combat với cả bên phía team 4AM rồi. Trong khi đó thì Oath cùng với đó là Daytrade cũng đang bắt đầu có tình huống nổ súng. Relo hạ gục thành công được Flash bằng quả lửa. Với góc đứng của bên phía team 4AM, họ đang hơi chật vật một chút vì bên phía team SM họ đang đẩy lên và đội hình chia ra khá chủ động và vắt knock out of Forever với nét ở trên tay của mình. Thì SM họ đang muốn khẩn trương hơn. Vị trí này là vị trí họ muốn chiếm hoàn toàn để có thể cap được những team đang có ý đồ di chuyển vào trong. Volibear hạ gục được Forever. Infantry, Longscrew cùng với gần đồng đội của mình kết thúc bộ đôi ở bên phía team T1 ở vị trí thứ 14. TSG cũng hạ gục luôn cả 4AgriMan. Và bây giờ thì ở khu nhà của bên phía team Daytrade và OAT sẽ có những tình huống knock out đến từ đây chết hay không? Norin knock cao vị trí của Relo, rồi Babs knock cao vị trí của Norin, và Oath đã bị knock cao thêm một thành viên nữa là Belfrost. Liên tục có những tình huống kẹt chéo rất tốt từ các thành viên của Daytrade Gaming. Hưu máu ư, thời gian này là không phải để hưu máu, nhưng Snaker cover ngay cho người đồng đội của mình và kết thúc toàn bộ thành viên của team Daytrade Gaming. Easter đang bài tờ trong nhà, liệu Multisec Gaming họ phát hiện ra điều này không? Lộ vị trí rồi, một tình huống sấy không tốt của Easter. Một mình anh chàng này ở đây liệu có chống cự được hay không đây? Và 995 hai tanh, một skill nằm bắn và Easter đã phải nằm xuống rồi. InnoX là thành viên cuối cùng phát hiện được các vị trí thành viên của MCG. Tuy nhiên một tình huống táp vẫn tốt của InnoX, knock cao đi một thành viên của Multisoco Gaming. Summer, Lindu cùng với đội Evoli vẫn còn lại 3 thành viên, lợi thế vẫn dành cho các thành viên của phía team MCG. Bang là người hạ gục đi được Miracle. Team Liquid cũng đang bắt đầu đẩy ra, họ không muốn chơi theo một cái lối chơi tù túng nữa. Navi Besto hạ gục được TSG Pay rồi, như vậy là một tình confirm luôn đến từ Sơ Hi. Và góc đứng của Jiao Jiang, vị trí hiện tại Face Clan mất đi U3. Liên tiếp với tình huống KS hàng đến từ bên phía Genit. Longscrew lại ném nét chết được ATG rồi. Face Clan đang gặp khó, họ phải di chuyển rất nhiều. Boyang là người ép lên, knock out thành công vị trí của Boyang, nhưng em số đó Gustavi hạ gục được Longscrew. Một đấu ba ừ, không có hy vọng cho Face Clan đâu, và họ chính thức dừng lại ở top 10 trong game đấu đầu. Ở đây thì Besto, một quả nét đây, một quả nét mà không có gì để miêu tả được vì nó quá chính xác rồi. Besto cùng Woki vẫn đó là double kill cho vị trí của Besto. Game thi đấu này Besto đã có đến 6 kill và 10 kill thuộc về bên phía của team Navi. TSM dừng lại ở vị trí thứ 7. Genji Inonix có mạng của K7 Xavier, và bây giờ thì Inonix có double knock out rồi khi Bujuhu là người tiếp theo phải nằm xuống, và vị trí của bên phía team K7 đang là rất xa. Các thành viên K7 họ đã muốn công vào các thành viên của team Solomid, nhưng chưa kịp công thì Besto đã làm quá tốt phần việc của mình. Và ở đây InnoX một mình clear đi đội hình của K7 rồi. 4 kill dành cho InnoX. Và em dự đoán nhanh nhá, Navi sau khi clear xong được Genji, họ sẽ đổ bộ vào góc 12 giờ. Khoảng 2 thành viên ở vị trí của InnoX đang đứng, chắc chắn Navi sẽ bổ sang 2 thành viên ở bên đó. Tiếp theo hai người sẽ giữ khu vực lề đường để gây áp lực lại STK. Và kết quả sẽ là Navi giành cho mình được cái top 1 ở game thi đấu này. InnoX đang bò nhưng hình như sẽ là quyết định tự hủy luôn. InnoX sẽ bảo toàn mạng sống của mình để không cho đối phương ăn điểm.
Trong khi đó thì vị trí của Zertap đang phải nhờ cậy vào những quả smoke ở giữa đường, và Lúc là người hạ gục đi vị trí của Zertap. Các thành viên của bên phía team Navi họ đang tranh thủ để up lên, họ phải chờ đợi, họ phải nhờ cậy vào người đồng đội của mình. Khi mà đã hút đạn cho rồi thì không nên mắc những sai lầm một lần nữa. My Beryl xây 8 à không 6x đến từ vị trí của Besto. Nhưng bây giờ thì bên phía Shot to Kill họ mang về quá nhiều lợi thế. Orange nằm xuống và chỉ còn lại một mình vị trí của Sehi thôi. Ra ngoài vòng xanh, dấu chấm hết cho Navi, và top 1 sẽ thuộc về đội hình của bên phía team Shot to Kill.